Béo hả? Con nào vậy ta? Con nào nhắn nhắn thôi. Cảm giác béo béo mọi người. Có dịp mọi người thử Ủa ăn mà nó cay nha. không vậy? Ớt nhiệt Không, không, cay không không vậy? cay. Thôi thôi không cay. Chị qua thôi, chị qua chạy rồi, không chơi đâu. Nhả cái đầu luôn đi. Đúng không? Nó béo béo cũng đâu có gì đâu. Giống như ăn luôn không vừa chứ gì. Ừ, làm con nó đi, còn con kìa. Nhưng mà nó chưa thấy nước mắm không lẹo. Ăn con này luôn đi. Ăn hai thứ. Anh ăn hai con à. Nó không thấm nước mắm không ăn không đã nó béo ghê thôi ha. Nó hơi lạc lạc nó. Nhai hồi cảm giác nó béo ghê luôn mọi người. Có gì mọi người thử ăn đi nha. Nè, cô gái miền Tây ăn đuông dừa nè. Ô, cái này gì? À, tiêu tàn hết còn không đây? Còn đuông hay đi hết rồi. Ô. Ồ. Đi hết rồi. Kiếm tiếp. Ồ. Bưởi mới trồng nha. Đây, nguyên vườn bưởi mới trồng. Được gần 5 tháng rồi nha. Mấy cái bưởi này thì trồng hơi lâu hơn, gần 2 năm rồi. Đây, cái này được một trái rồi đây. Già rồi. Đó. Đây một trái nữa. Ồ, dưa này có đuông. Có đuông. Đi mất rồi. Đi mất rồi. Kiếm cái khác. Đây, cây bưởi này mới có leo que vài trái. Trái nhỏ. Ồ, có cái dừa này ăn dễ đọt. Đuông ăn quá. Đuông ăn béo hết trơn mà. Không thấy con đuông nào còn lại đây hết trơn. Đi hết rồi. Chơi bưởi.
ăn gì nó cũng vậy, ăn gì nó ăn hết. Trời ơi, nó mọc cái càng ra luôn rồi nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Nó nuôi. Ê, rồi. Thôi tao thấy mấy con trộn vậy à. Trời ơi, đè con này nè, nó thụng vô luôn rồi nè. Hư ơi. Ủa vậy mà không có mày. Mấy trên đây nó đi hết rồi. Là nãy nó ra ngoài nhóc đó. Đây đi hết mớ rồi. Ồ, kén này con mập luôn. Tao thấy mấy con mập, tao ghét mấy con nó mập. Còn là già hết rồi. Sao mấy con này không thấy nó xịt cứt nhưng mà nó mì mèo à mày. Không thấy nó xịt, nó làm như xì hơi kìa vậy. Mày coi con này nè, nó mọc ra, nó chuẩn bị trứng rồi nè. Con này chỉ ăn ngon nè. Có màu rồi đó. Ủa thằng mạch nè. Đâu? Trong đó chừng còn á. Thằng mạch này chỉ cứt hay vậy? Đây. Kệ nó. Còn thằng mạch trong đây nữa. Kệ nó nhoi nhoi thấy kìa. Đó. Đù má nó mập. Còn cái thóng tay vô là nó văng ra rồi. Ăn đi chú. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách là ăn đuông dừa sống ngâm chấm nước mắm nha mọi người. Nhìn thấy nó ngộ ngoại gì, thấy ghê quá. Thấy ghê quá mà không dám ăn đâu. Không biết dám ăn không nữa. Này có đũa gì chứ này không là. Đũa ra. Gì đây là chấm vô ăn hả? Trời ơi con này nó mập nè. Thôi thử con thôi. Đâu chú thử con chú. Còn trắng trắng này. Còn trắng trắng nè. Bơi đi. Nó ngầm lâu không? Bơi đi. Thôi được rồi. Dừa thứ nhiều quá vậy. Mẹ. Trước à. Chú làm con hả chú? Có chưa chị Hoa? Ăn cho con cảm giác nha. Ngon không nha?
Cắn rồi. Nó có đầu ngán qua cây. Ủa ăn ăn luôn cái đầu đó thử. Bỏ bỏ. Ăn đầu dò dò. Cho cảm nhận dùng mình. Ngon chú. Ừ, cái này có rủ rồi được. Rồi tới anh ăn thử quay mình thử. Giờ tới mình nha mọi người. Thử cảm giác là sao. Béo. Con nữa đi. Con này con nhỏ à. Con này bự quá. Con trắng kìa. Nó mặt chưa lụa trắng tươi đó. Nãy hả? Con có sẵn đó. Con nãy hả? Hả? Bỏ vô nước mắm nó chết rèo luôn hả? Không chết. Nó sắp chết rồi. Cái em bọn bọn ta. Ăn béo béo mọi người ơi. Cắn nó xịt nước ra béo béo. Làm con nữa nha. Ăn cái đầu luôn hả? Ăn cái đầu luôn. Đem ăn thử con coi. Con nhỏ coi. Ngon mà nước. Ngon. Béo hả? Ừ. Con nào vậy ta? Con nào nhắn nhắn thôi. Cảm giác béo béo mọi người. Có dịp mọi người thử ăn nó nha. Ủa mà cay nha. Không vậy? Ớt không, không, không cay. Hơi hơi không cay. Chịu ăn thôi. Chịu ăn chạy rồi. Không chơi đâu. Nhả cái đầu luôn đi. Đúng không? Nó béo béo cũng đâu có gì đâu. Giống như ăn luôn không vừa chứ gì. Ừ, làm con nó đi, còn con kìa. Nhưng mà nó chưa thấm nước mắm không lẹo. Ăn con này luôn đi. Ăn hai thứ. Anh ăn hai con à. Nó không thấm nước mắm không ăn không đã nó. Ừ, nó béo ghê thôi ha. Nó hơi lạc lạc. Nó... Nhai hồi cảm giác nó béo ghê luôn mọi người. Có gì mọi người thử ăn đi nha. Nè, con gái miền Tây ăn đuông dừa nè. Thư thì đó giờ không ăn, nó ăn luôn ạ. Ừ, thư thử này dữ. Ăn được không? Ngon quá chị ơi, xuống ăn là chị ơi. Còn ngâm nước mắm cho lâu quá. Ừ. Ngâm ngâm con thử lượng con nhỏ nhỏ thử ngâm con. Nó không ấy hùng. Nó không có thấm nước mắm hùng nó hơi gạt lại này chắc mình ăn vài con thôi, chừa lại mấy con cho một lát một số anh em kia ta ăn nữa ăn hết là chửi chết. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy video hay hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha. Xin chào mọi người.